Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán thực tế lớp 6 nha các bạn, hay còn gọi là toán có lời văn lớp lớp 6 nha các bạn. Thì những cái dạng toán mà thực tế hay là có lời văn của lớp 6 là những dạng toán liên quan về, thứ nhất đó là liên quan về ước nè, bội nè, ước chung nè, bội chung nè, ước chung lớn nhất nè, bội chung nhỏ nhất nè, và dạng tiếp theo của nó nữa đó chính là dạng phân số, được chưa? Và những cái dạng mà cơ bản như liên quan về diện tích, chu vi, tuổi, đó là những dạng toán thực tế của chương trình lớp 6 mà các bạn hay gặp. Thì nó rất rất nhiều bài, nên bây giờ mình chủ yếu tập trung vô hướng dẫn cho tất cả các bạn một bài cụ thể. Để giải được toán thực tế thì các bạn cần có những cái bước kỹ năng gì? Thứ nhất đó là khả năng đọc đề và tóm tắt đề, được chưa? Mình lấy ví dụ cái bài số 3 nha các bạn. Thì một cái nền nhà hình chữ nhật có chiều dài, có được chưa? Thì mình sẽ tóm tắt đề. Thứ nhất nha, mình sẽ tóm tắt đề. Tóm tắt bước đầu tiên của giải toán có lời văn mà nhanh, thì bước 1 các bạn phải biết tóm tắt chiều dài. Mình ghi tắt các bạn, chiều dài là 9 mét, được chưa? Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, được chưa? Vậy từ đây mình sẽ tính được chiều rộng của hình chữ nhật. Khi chiều rộng bằng 2/3 chiều dài của mình bằng 9, và bằng là bao nhiêu ạ? Lấy 2 nhân 9 chia 3 sẽ ra được là 6 mét, được chưa? Rồi tiếp theo thì mình có rằng một cái viên gạch hình vuông, cạnh của nó hình vuông các bạn, hình vuông cạnh một viên gạch nha, cạnh của nó bằng 3 dm. Và các bạn gợi ý giúp mình, đơn vị của hình chữ nhật là mét, mà đơn vị của cái viên gạch là dm, thì các bạn phải đổi một trong hai qua với nhau. Thì một là các bạn đổi dm qua mét, hai là các bạn đổi từ mét qua dm. Thì mình khuyên nha các bạn, mình khuyên là các bạn nên đổi từ đơn vị cao qua đơn vị thấp nha các bạn, được chưa? Từ đơn vị cao qua đơn vị thấp, nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi từ đơn vị thấp qua đơn vị cao, từ dm mà đổi qua mét thì chia cho 10, vậy là ra 0,3 mét, được chưa? Vậy đây chính là cạnh của một cái viên gạch. Khi có cạnh của một viên gạch hình vuông thì các bạn sẽ tính được diện tích hình vuông, đó là viên gạch, được chưa? Vậy là bằng cạnh nhân cạnh là 0,3, và các bạn bấm máy tính ra giúp mình, 0,3 nhân 0,3 sẽ ra là 0,009, đơn vị là mét vuông, ok chưa ạ? Rồi tiếp theo, các bạn có chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật thì các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật. Đây là chính là diện tích của cái nhà của bạn, cái nền nhà, ok chưa ạ? Vậy là mình sẽ lấy diện tích hình chữ nhật sẽ bằng lấy dài nhân rộng, vậy là 9 x 6 bằng 54 mét vuông, được chưa? Rồi thì các bạn biết rằng một viên là bao nhiêu tiền ạ? Một viên là 14.250 đồng, được chưa? Rồi vậy thì các bạn hãy tìm ra được là số tiền mua gạch. Thì để một viên là 14.000 mấy, bây giờ hai viên là lấy 2 x 14.000 mấy, ba viên thì lấy 3 x 14.000 mấy. Vậy nói nôm na, bước đầu tiên các bạn phải tìm ra được là số viên gạch lót cái nhà đó. Thì ví dụ như diện tích của bạn là 4, một viên gạch là 2 mét vuông, thì các bạn lót được bao nhiêu ạ? Lấy 4 x 2 được 2 viên, thì cũng tương tự. Vậy là bước đầu tiên các bạn phải tính là số viên gạch lót nhà, được chưa? Lấy diện tích của cái nền là 54 chia cho diện tích của từng viên gạch là 0,3
không có 09. Các bạn bấm ra giúp mình, bấm ra nha. Rồi 54 chia 0.09 bằng 600 viên, được chưa? Một viên là 14.000 mấy, bây giờ 600 viên, vậy là mình lấy 600 số tiền mua gặt là, được chưa? Vậy sẽ bằng là 600 nè nhân cho 14.250 đồng thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? Thì các bạn bấm máy tính ra, nhân 600 nhân cho 14.250 đồng bằng ra là 855000, vậy là ra 8.550.000 đồng, được chưa? Đó rồi. Mình nhắc lại lần nữa, để giải toán có lời văn của chương trình lớp 6 được đơn giản nhất, thứ nhất các bạn phải đọc đề giúp mình. Nếu đọc lần đầu không hiểu đề, các bạn nên đọc 3 đến 4 lần. Thứ hai là các bạn phải tóm tắt được cái đề nó viết cái gì. Thứ ba là các bạn phải hiểu có chiều dài, chiều rộng, thì tính được diện tích, có cạnh của hình vuông thì tính được diện tích của hình vuông, và các bạn phải biết được những cái kiến thức nền, được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, hoặc là bạn nào muốn giải thêm những cái bài tập liên quan về toán có lời văn của chương trình lớp 6 thì bạn có thể comment ở phía dưới giúp mình nha. Mình sẽ gỡ đường link cho tất cả các bạn, tổng hợp hết tất cả các dạng toán thực tế của lớp 6 nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.